Lai Châu, tỉnh vùng cao biên giới Tây Bắc của Tổ quốc, là địa danh có cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Nơi sinh sống của đồng bào 20 dân tộc, nơi đang lưu giữ kho tàng văn hóa dân gian phong phú và đặc sắc, là nơi có tiềm năng rất lớn về phát triển kinh tế và du lịch. Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại Hà Nội năm 2020 với chủ đề Rực rỡ sắc màu Lai Châu đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp chặt chẽ với Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ. Đây là chương trình tăng cường và mở rộng hợp tác, phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh Lai Châu và thành phố Hà Nội. Đồng thời, sự kiện còn quảng bá hình ảnh du lịch, các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, những sản phẩm nông nghiệp sạch nổi bật của Lai Châu đến với nhân dân thủ đô và du khách cả nước. Đây là một cái chương trình liên kết mà đã được chúng tôi đưa vào kế hoạch năm 2020 để nhằm quảng bá về văn hóa, bản sắc văn hóa của các đồng bào dân tộc tỉnh Lai Châu cũng như những cái phong cảnh đẹp, những cái sản phẩm du lịch của tỉnh Lai Châu đến với đồng bào thủ đô cũng như cả nước để thu hút khách du lịch đến với Lai Châu và nhằm đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Hơn một tháng chuẩn bị từ nhân lực, đạo cụ, hình ảnh cho nội dung kịch bản với gần 10 tiết mục văn nghệ, Rực rỡ sắc màu Lai Châu đã đưa tới cho khán giả Hà Nội hình ảnh một Lai Châu thu nhỏ với đầy đủ màu sắc riêng biệt và những cung bậc cảm xúc khác nhau. Những địa danh, điểm đến du lịch nổi bật, những nét văn hóa đặc trưng vẫn còn được lưu giữ, bảo tồn, được tái hiện qua âm nhạc và sự giúp sức của các nghệ nhân, nghệ sĩ. Công tác chuẩn bị về âm nhạc rồi là về con người cũng như tất cả mọi thứ để làm sao là mang về một màu sắc tốt nhất, một cái những cái nét tinh túy nhất của Lai Châu đối với mang đến công chúng của nhân dân thủ đô với cũng. Em cũng mong muốn một cái sự để cho công chúng, nhân dân cả nước biết đến Lai Châu và đặc biệt là lan tỏa cái bản sắc văn hóa cũng như các nét đẹp của về cảnh quan thiên nhiên, về con người và những cái tiềm năng phát triển thế mạnh du lịch của chúng tôi đang có và mời mà giới thiệu với công chúng thủ đô, bạn bè cả nước. Du khách đến với Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu không chỉ được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc mà còn được tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa đặc trưng như hoạt động mua sắm các nông sản OCOP với các sản vật nổi tiếng như trà, gạo nếp nương, v.v. được trưng bày tại các gian hàng. Hay được trực tiếp tham gia trải nghiệm vào không gian văn hóa mang đậm dấu ấn sắc màu Lai Châu. Khách du lịch sẽ được các nghệ nhân, các chàng trai, cô gái dân tộc Mông, dân tộc Lự hướng dẫn cách làm để hiểu hơn về văn hóa và con người Lai Châu. Trải nghiệm xay ngô của người đồng bào dân tộc Mông ở đây thì em đã có vẻ thích cái văn hóa ở Lai Châu và sẽ trong thời gian sắp tới thì em sẽ dự định là sẽ đến Lai Châu để hiểu hơn về tất cả mọi phong tục và thử những món ăn ngon ở Lai Châu. Đây là hình ảnh cô Tao Thị Đi, đồng bào dân tộc Lự, bên chiếc khung cười dệt vải. Giữa lòng thủ đô Hà Nội, hình ảnh người nghệ nhân trong bộ trang phục dân tộc truyền thống rực rỡ sắc màu đã để lại nhiều ấn tượng với khách du lịch tham quan. Đây cũng là lần hiếm hoi cô được có dịp đến với Hà Nội nên cô Tao Thị Đi luôn mong muốn có thể quảng bá được nhiều hơn về những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình tới du khách cả nước. Hà Nội từ
lên mà cùng với đó con trai thì rất là vui vẻ. Tuần Văn hóa Du lịch Lai Châu tại Hà Nội là sự kiện đặc biệt giúp tỉnh Lai Châu tạo đà trong việc phát triển đồng bộ, kinh tế, văn hóa, du lịch. Thông qua sự kiện nổi bật này, hình ảnh con người Lai Châu thân thiện mến khách, vùng đất Lai Châu nguyên sơ hùng vĩ đã được quảng bá sâu rộng hơn đến với người dân thủ đô và du khách trên cả nước. Đây cũng là cơ hội để nhiều nhà đầu tư có thể tới tham quan, tìm hiểu và khai phá nhiều hơn về mảnh đất này. Chúng tôi có nhiều giải pháp, từ những giải pháp về xây dựng thể chế, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào du lịch, cũng như là các cái giải pháp để đầu tư các cái sản phẩm du lịch riêng biệt, là duy nhất, cũng như là các cái hoạt động về xúc tiến quảng bá. Và ngày hôm nay là một hoạt động xúc tiến quảng bá để làm sao đó là du lịch thực sự sẽ là một cái ngành kinh tế quan trọng. Với việc quảng bá, khai thác tiềm năng du lịch Lai Châu đang sở hữu, cùng với việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp mang tính tình thế và lâu dài, chúng ta có thể tin rằng trong tương lai không xa, Lai Châu sẽ là sự lựa chọn không thể thiếu của du khách mỗi khi đến với Tây Bắc.